Cái gì đó thằng cu hồn. Giờ ăn chậm gà hay gì giờ ăn dữ à? Quá quá mọi ai ăn chậm gà? Gà đây ăn chậm không có được con nghe. Đi rồi ai ăn chậm? Em bây giờ quá trời khổ rồi, ba bốn đứa con. Anh ba có cách nào mà ngồi cái vào gia đình cho em không? Chỉ em nha. Chuyện gì cũng nói nhỏ nữa. Tưởng mày hỏi cái gì, hỏi cái đó thì anh ba một bụng. Chị... mày hỏi trúng người rồi. Chị em đi. Để anh ba chỉ mày nè. À, rồi cảm ơn anh ba nhiều. Mệt quá, hai cái này chiều ngủ một chảo với thằng Tấu nhậu thôi. Xào cốc thừa ớt thì cũng được. Cốc mẹ. Trời ơi, cái gì nữa ông nội nè. Ba đâu? Cái gì quá trời. Anh ba bốn lù đâu? Lù gì nữa ông cố nội. Bây giờ qua là tôi bắt đền anh nè. Mày đền cái gì? Anh nhớ là bữa hổm là anh chỉ kế dành quá gia đình không? Ừ. Đó. Mà bây giờ về làm y chang nha luôn mà con vợ vẫn có bầu. Tôi làm theo ý anh ba chỉ mày không? Y gan luôn đó. Mày kể anh ba nghe coi. Thì là cái bữa anh nói không? Là mỗi lần ngủ với con vợ là phải lấy cái đó đó chồng vô cái phủ phai. Thì em nghe là anh, bữa anh chỉ em xong em băng thẳng ra tiệm thuốc tây em mua ba hộp ba con sói ba cái thôi là rồi về đêm nào mỗi lần ngủ với con vợ chồng vô ba ký ba hộp hết trơn luôn mà vẫn có bầu. Ông nội ơi, ông nội con lại ông nội, ông nội động não lại đi, con nói thì ông nội phải hiểu, nói sao làm vậy dũng thứ gì chú ngục. Rồi mày lấy cái đám chồng vô cũng ai là thiệt luôn chứ nè. Thì ông dặn tao sao tao mày gan vậy. Mẹ đi đưa ông cục vậy trời. Ủa trời, mình làm đúng mà ta.